Xin chào mọi người đã quay lại với kênh video của Kitchen Store. Thì hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm mà đối với Tuấn là quan trọng nhất trong căn bếp. Thì chắc mọi người cũng nhìn thấy rồi, đây là sản phẩm máy lọc nước đến từ thương hiệu Carofi và model của nó là KADL56. Đây là một model mà Tuấn đánh giá là đáng mua nhất trong phân khúc tầm giá của Carofi. Thì anh chị hãy cùng Tuấn khám phá xem là tại sao là đây là một model mà Tuấn đánh giá là đáng mua nhất nhé. Thì anh chị có thể là nhìn tổng quan bên ngoài thì đây là một mẫu máy lọc nước mà được Carofi sử dụng vỏ tủ mới hoàn toàn luôn. Khu vực xung quanh máy thì hãng họ sơn tĩnh điện màu trắng, khu vực phía trước và khu vực phía trên thì được ốp kính cường lực màu đen, nhìn rất là sang trọng luôn. Thì màu đen là cái màu rất là dễ phối, cho nên là khi mà đưa vào bất kỳ căn bếp nào thì cũng toát được vẻ đẹp của sản phẩm. Khu vực phía trước thì hãng thiết kế rất là vuông vức, nhìn như một hình khối đó, rất là sang trọng ha. Khu vực phía trên thì anh chị thấy là máy được thiết kế với hai vòi. Thì năm 2022 Tuấn đánh giá là một năm rất là thành công của thương hiệu Carofi khi họ ra mắt tất cả các sản phẩm đánh vào đúng vào nhu cầu của khách hàng, đó là một model máy lọc nước ra ba chế độ nước: nước nóng, nước lạnh và nước bình thường. Thì có một cái hơi mâu thuẫn một tí là tại sao ba chế độ nước nhưng mà hãng lại chỉ làm hai vòi, là vì nước lạnh và nước tinh khiết, nước bình thường thì hãng sử dụng chung một vòi, nước nóng thì hãng sử dụng riêng một vòi. Bên cạnh hai vòi thì anh chị có thấy đây là có ba nấm vặn. Thì nước lạnh là chúng ta sẽ vặn nấm ngồi cùng bên tay trái, và nước bình thường hay nước tinh khiết thì sử dụng ở giữa, và nước nóng thì sẽ sử dụng nấm vặn ngồi cùng bên tay phải. Như Tuấn vừa có một cái thước thì Tuấn sẽ đo thử cho mọi người xem. Chiều cao của nó được là 99. Thì như Tuấn đứng này thì anh chị có thể xem là cái chiều cao rất là vừa tầm. Và một người như Tuấn là 1m6 thì lấy nước cũng rất là thuận tiện luôn, nó không bị khom lưng so với các cái dòng vỏ tủ ở trước đây. Chiều ngang của máy thì Tuấn đang đo là 32 cm, và chiều sau của máy thì là 40 cm. Tuấn có đo luôn là chiều cao từ dưới máy lên đến cái vị trí vòi luôn á, thì là 108 cm. Thì tại cái chỗ quay của Tuấn hiện tại thì có một cái mẫu của Carofi sử dụng cái dòng vỏ tủ trước đây á, thì Tuấn sẽ đặt bên cạnh cho mọi người dễ quan sát sự khác biệt giữa cái dòng vỏ tủ mới và dòng vỏ tủ cũ trước đây. Đây là sản phẩm mà Tuấn vừa đặt kế bên cạnh máy lọc nước L56 để mọi người có cái sự so sánh giữa hai cái vỏ tủ với nhau. Đây là một model cũng đến từ thương hiệu Carofi và sử dụng cái vỏ tủ truyền thống, còn L56 thì sử dụng vỏ tủ mới. Thì như anh chị có thể quan sát là máy L56 thì có chiều cao hơn mẫu cũ khoảng cỡ 10 phân, và chiều ngang thì cũng làm rất là thon gọn, bề mặt phía trước thì cũng vuông vức hơn so với lại các cái mẫu thiết kế cũ. Mẫu L56 có cái chiều cao như thế này, thành ra khi mà anh chị lấy nước thì cái vị trí lấy nước cũng rất là vừa tầm. So với các mẫu cũ thì đối với những anh chị cao có cái chiều cao nó hơi cao một tí thì lấy nước sẽ hơi bị khom lưng. Vừa rồi thì Tuấn chia sẻ cho anh chị về cái phần tổng quan của máy. Thì bây giờ Tuấn sẽ giới thiệu thêm cho anh chị là cái phần quan trọng nhất của máy, là cái phần bên trong máy ha. Thì máy L56 này thì sẽ có 10 lõi. Đây là 3 lõi lọc thô. Nếu mà anh chị nào mà đã từng sử dụng một cái máy lọc nước của Carofi rồi á, thì sẽ nhìn thấy bộ lọc thô này hoàn toàn khác biệt luôn. Và cái bộ lõi này là sử dụng toàn bộ là lõi theo công nghệ mới của hãng hết, là tên là Smart Pro. Thì cái dòng lõi này thì nó có điểm gì khác biệt, đó là cái dòng này thì như Tuấn mở cho anh chị xem, thì cái dòng này là lõi hoàn toàn mới, một công nghệ mới của hãng, giúp là lọc tốt hơn và cái tuổi thọ của lõi cũng sẽ lâu hơn. Đối với những cái model mà sử dụng công nghệ cũ thì thường thường là 6 tháng là anh chị phải thay một cái bộ như thế này rồi. Thì cái dòng lõi mà sử dụng công nghệ mới như này thì là tuổi thọ như hãng công bố là lên đến 12 tháng. Thì đây là một trong những cái điểm mà đáng mua đầu tiên mà Tuấn có chia sẻ ở phần đầu video. Đó, là bộ lọc thô. Thì cái bộ lọc thô như này thì Tuấn cũng giới thiệu xem cho anh chị là cái bộ lọc thô này có tác dụng là sẽ lọc những cái cặn lớn và xử lý phần mùi của nước khi mà qua ba cái lõi như này. Rồi, lên tiếp theo phía trên thì sẽ có một cái màng gọi là cái trái tim của áo máy, đó chính là cái màng RO.
Thì cái màng này thì hiện tại model KADL56 đang sử dụng là màng RO của Mỹ. Thì Carofy hiện tại sử dụng cho các dòng máy của họ thì sử dụng hai màng, một là màng RO của Hàn Quốc và một là màng RO của Mỹ. Thì cái model KADL56 thì đang sử dụng màng RO của Mỹ. Thì màng RO của Mỹ thì có cái chất lượng nước lọc nước tốt hơn và cái tuổi thọ của nó cũng lâu hơn so với lại màng của Hàn Quốc, và cái giá thành mà anh chị mua cái màng như này thì cũng sẽ cao hơn so với cái màng của Hàn Quốc. Rồi, cái bộ tiếp theo là cái bộ này hãng đặt tên là S-Smart. Thì cái bộ như này là bao gồm là 6 lõi, nhưng mà hãng họ sẽ tích hợp chung một khối gồm 6 lõi liền khối với nhau. Thì như những cái model trước đây của Carofy thì họ sử dụng lõi nhưng mà sẽ tách rời với nhau ra và sẽ kết nối với nhau bằng một cuốc nối. Còn những cái dòng model mới sau này thì hãng sẽ sử dụng cái bộ S-Smart như này. Cái lõi đầu tiên thì đây là lõi hồng ngồi xa, thì có tác dụng là giúp nước vào cơ thể là dễ hấp thụ hơn. Lõi tiếp theo là lõi Bioceramic, thì lõi này là cân bằng độ pH cho nước. Còn lõi Merio này là lõi bổ sung khoáng. Bên này thì gồm là lõi Nano Silver, thì lõi này là tạo ra nano bạc để mà chống tái khuẩn trong nước. Lõi GAC T33 này thì là có tác dụng là tạo cái vị ngọt cho nước. Còn lõi Tourmaline thì lõi này là tạo ion âm cho nước. Đấy, thì như anh chị thấy là đây gồm 6 lõi, 3 lõi lọc thô là 9 và 1 lõi RO là 10. Đấy, tương gắn lại vị trí cũ ha. Thì ngồi 10 lõi ra thì bên trong máy thì anh chị sẽ thấy là đây bao gồm một khóa bình áp này. Thì đây là khu vực bình áp chứa 6 lít nước sau khi lọc. Bên trong này sẽ bao gồm có một cái công tắc. Bên trong này thì sẽ có một cái công tắc van áp thấp. Thì đối với những cái trường hợp mà nhà chúng ta mà cái áp lực nước yếu thì khi gắn máy vào thì sẽ có cái âm thanh phát ra là sẽ tạch 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 tạch. Thì đối với những máy mà có công tắc như này thì anh chị chỉ cần chuyển về chế độ off thì cái tiếng kêu đó nó sẽ không phát ra nữa và máy sẽ vẫn hoạt động bình thường. Ở phía trên thì sẽ bao gồm thêm hai công tắc nữa là nước nóng và nước lạnh. Khi mà anh chị không muốn sử dụng nước nóng và nước lạnh nữa thì chúng ta có thể tắt để tiết kiệm điện ha. Cái điều đáng mua thứ hai đối với model L56 là nó nằm ở trong này. Thì nếu mà anh chị hiện tại mà đang quan tâm các cái sản phẩm của Carofy á, thì trong cái tầm giá của model KADL56 này thì sẽ có các model khác như là D50 hay là D52. Thì tại sao con L56 này đáng mua hơn? Tướng chia sẻ là tại vì cái hệ thống làm lạnh của con L56 này là sử dụng công nghệ block. Còn các cái model như là D52 hay D50 á, thì lăng là sử dụng công nghệ chip đời cũ. Thì Tướng sẽ chia sẻ sâu hơn cho này một chút xíu. Nếu mà còn một cái video khác thì Tướng sẽ nói nhiều hơn, nhưng mà hôm nay Tướng sẽ chia sẻ sơ thôi tại sao nó khác biệt gì. Thì cái công nghệ làm lạnh bằng block á là giống như là máy lạnh hoặc là tủ lạnh như nhà anh chị đang xài, là sử dụng công nghệ làm lạnh bằng khí. Thì cái tuổi thọ và cái độ bền của nó sẽ dài hơn so với công nghệ làm lạnh bằng chip, và cái độ an toàn nó cũng sẽ cao hơn đó. Qua hai cái điều đáng mua mà Tuấn vừa chia sẻ là ở bộ lọc thô và cái block này là anh chị sẽ có câu trả lời cho mình tại sao đây là một model mà đáng mua nhất mà Tuấn thấy trong phân khúc giá. Rồi, khi mà lắp model KADL56 này hay các sản phẩm của Carofy á, hay là các cái sản phẩm mà công nghệ lọc RO như này, thì anh chị sẽ lưu ý cho Tuấn 3 điều. Một là anh chị phải xem cái vị trí để đặt cái model này vào, vị trí đặt máy á. Cái điều quan tâm thứ hai là máy sử dụng nghề RO thì bắt buộc phải có nước cấp cho máy và hệ thống điện để sử dụng cho máy. Và một điểm nữa là sử dụng công nghệ RO thì sẽ có nước thải đi kèm, thành ra chúng ta cũng phải chuẩn bị thêm một cái đường thoát nước để thải cái nước thải này ra. Hồi nãy giờ Tuấn có chia sẻ cho anh chị về tổng quan này, về bên trong máy, toàn là khen về sản phẩm thôi. Thì đánh cái đoạn mà chê về sản phẩm này, thì KADL56 thì hiện tại chưa tích hợp app kết nối qua smartphone để báo thay thế lọ lọc so với các cái model như D50 hay D52. Nhưng cái vấn đề đó thì hiện tại Kitchen Store sẽ giải quyết cho anh chị. Đó là hiện tại Kitchen Store sẽ có đội ngũ nhân viên gọi đến nhắc thay lỗi định kỳ cho quý anh chị. Ngoài ra thì Kitchen Store cũng sẽ có kỹ thuật đến thay lỗi tận nhà.
Khi quý anh chị mua hàng tại showroom Kitchen Store thì sẽ được chính sách bảo hành chính hãng là 3 năm. Ngoài ra thì sẽ hưởng được chính sách bảo trì trọn đời của sản phẩm. Khi máy có sự cố về hỏng hóc, về rò rỉ nước, sẽ có kỹ thuật đến tận nhà và xử lý cho quý anh chị. Thông tin về sản phẩm chi tiết và khuyến mãi thì Tuấn sẽ chia sẻ một cái đường link ở bên dưới video. Nếu quý anh chị mà cần tư vấn thêm về sản phẩm hay là có những câu hỏi gì thắc mắc thì có thể là comment ở bên dưới video hoặc là liên hệ số hotline của Kitchen Store để được các bạn hỗ trợ. Khi xem video đến đây thì mọi người vui lòng cho Tuấn một subscribe và một chia sẻ để tạo một cái động lực để Tuấn làm những cái video tiếp theo, giới thiệu cho quý anh chị nhiều sản phẩm hay hơn. Video đến đây đã kết thúc. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.